Rồi hôm nay người trẻ làm nông đi cập nhật vườn của ông anh. Bây giờ là vườn mít nha, đây là vườn mít 1 năm tuổi của ông anh. À, mà nó được nó cũng không có được tốt lắm nữa, 1 năm mấy rồi đó, mà nó chưa tốt lắm. Bây giờ Hiển đã cho cái chất mà Hiển tự tự pha rồi cái tự nghiên cứu lấy để mà nó ra một công thức chung á. Bữa nay là Hiển đã đổ được một lần cái đây nửa tháng rồi, bây giờ chuẩn bị đổ lần hai. Đó, cây hôm nay ra ngọn rất là đẹp nha mọi người. Mấy ông trời nắng nôi quá ấy. Đây là cây hữu cơ nha, cây mít hữu cơ. Thì cây đầu tiên là cái la, anh thấy cái tàn của nó ha, là cái ngọn thì nó le ngọn thì ít mà cái lá già thì nhiều. Đây là cây mít hữu cơ. Còn nếu là cây mít bằng hóa chất á, là nó sẽ ra cái ngọn nhiều và cái lá đen đen vậy nè là ít nha. Cái lá đen gì là ít nè, cái lá này lá ngọn là nhiều nha. Còn đây là đi hữu cơ, nó sẽ xây bậc thang dưới ấy, là nó chỉ ra nhiều lắm là chừng 3 cái lá này thôi, là nó già đi rồi nó mới cái ra một cái cây ngọn tiếp, nó xây bậc thang hoài. Mọi người thấy ha, ngọn nhiều ha, nó mởn là hết rồi nè. Cái cây mít này là trồng hồi tháng tháng 5 vừa rồi đó, mà tới nay gần tháng 5 rồi, 1 năm mà nó chưa được độ cao, chưa được 3 4 mét nữa, nó mới có 1 mét mấy 2 mét nè. Cây nào tốt thì được 2 mét, cây nào xấu xấu thì có y như cũ. Đây là cây vườn mít của anh mình bạc ngàn hết mọi người. Đây chỉ có là 2 công 9 trồng 500 cây tương đối khích. Quay cho mọi người xem. Còn về phân thuốc á, thì đây là cái chất Hiển tự ủ, thì nó gồm có là chất cải tạo đất nè, biến đất thành phân ha. Chất trong đó là có cái phần là tăng hóc môn cho cây nữa. Cái mít là cái hoa lưỡng tính, cây lưỡng tính, cái hoa lưỡng tính mình cứ nâng nâng cái hóc hóc môn cho cái cây cái lên cao, để sau này nó mang hiệu quả trái tốt hơn. Mà lúc nào cây mít mà hóc môn mà cây cái nó cao là cây mít rất là lớn đẹp tàn. Cái thứ hai nó trong đó nó có cái Hiển ủ là Hiển mua thêm nấm vi sinh vật, Hiển đổ vô thêm trong đó là để nó kháng khuẩn dưới, nó diệt luôn cả nấm, nó tăng nọc sinh cho cây. Cây cặn cỗi của ổng nè, bữa nay nó ra ngọn lại rồi nhưng chưa bóng. Hiển sẽ cho ổng phun theo một công thức phân bón lá tự tự làm ở nhà, nó hiệu rất là hiệu quả hơn là mua ngoài thị trường. Với thứ hai nữa là nó rẻ tiền. Hễ mà làm với Hiển là chỉ có làm rẻ tiền thôi chứ không có làm mắc tiền. Còn về phân thì hữu cơ thì ông anh ông gãi cái loại phân hữu cơ con dơi á, 220.000 một bao, ông mua 10 bao tặng một bao. Nhưng cái cây như thế này nè, thì như thế này thì nó chỉ khoảng là nửa ký cho 1 tháng là maximum nha. Còn ai yếu yếu thì cứ 3 lạng 300 g cho một cây như thế này cũng được 1 tháng, nó sẽ tốt đều. Bây giờ Hiển sẽ kiếm cái nào đây chút nữa, thì Hiển sẽ quay cho mình coi cái mức độ độ pH của cái cây này nó như thế nào. Trước khi mà là trồng bất cứ cây nào, nếu mà mình cải thiện được tình trạng pH trong đất á, thì mình sẽ chỉnh lượng dinh dưỡng trong cây và khả năng hấp thụ dinh phân của trong cây như thế nào nghe mọi người. Hiển thì cũng chỉ là một ông công chức rồi về rồi học hỏi này học hỏi người kia để mà làm nông nghiệp thôi, chứ Hiển không phải là thầy bà gì hết trơn á. Thì cũng xem tài liệu nước ngoài, ít tài liệu của Nhật với của các nước châu Âu, nước mà làm nghiệp tiên tiến họ có như vậy. Vậy tiếng Anh mình dịch ra mình coi mình học được gì mình học. Phân thì Hiển cũng theo công thức đó mà Hiển tự chế, rồi Hiển thử nghiệm trên miếng đất của Hiển. Đất của Hiển thì là đất 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 đất, đất nạc, không có sét luôn, đất nạc. Còn đất của trong anh Tài là đất pha với đất sét, là đất pha sét. Còn đất hiện tại đất này là trên cái địa bàn xã Hữu nên là đất pha cát. Đó là hiện thử nghiệm cái chất mình ủ là để mà mình đổ cho nó xem trên tất cả cỡ đất của nó phù hợp với cái nào với nồng độ của nó. Ở đây là mới vừa đổ một cái ca 5 lít, thì trong đó hiển 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 đã pha những chất kia rồi, hiện đổi một can, hiển cho ông anh xử lý luôn, ảnh còn khỏi pha, ảnh pha thì nó sẽ nhầm. Cái ca 5 lít đó thì như cây nhỏ như thế này nè, thì mình có thể pha được 400 đến 500 lít nước. Còn nếu thật sự gây tính số tiền mà trong cái can đó mà để pha cái phân đó thì nó phải gần 900 ngàn. Vậy như cái bít nhỏ đang này nó đang phát lại rồi nè, cây này cái năm rồi. Thì hôm nay là ngày 19 20 Tây rồi, có khoảng
19-20 tây của tháng tháng 6 rồi. Thì 19-20 tây của tháng 7 Hiến sẽ quay lại cập nhật cái vườn mít này. Cập nhật lại cho mọi người xem như thế nào. Xem coi Hiến có phục hồi nó cái vườn này không. Hiện tại thì trước mắt thì nó tạm ổn rồi. Nó không có cái gì mà nó trở ngại nữa hết. Bây giờ Hiến chốc Hiến quay vòng vòng mọi xem đây nè. Ông anh đang đo pH đất. Ông đang đó, đang đo. Em quay toàn cảnh cái vườn này cho mọi người xem ha. Đó. Ha. Cái cây đằng đó ha. Cây này ha, cái cây đó bảo bạn thấy đây là nó được 2 mét rồi. Gốc cũng khá mập nhưng mà ở đây là ở quên hiện có nói nữa. Ở đây là ông anh mình trồng là cái mít thấp treo, đóng đầu thấp treo nha, chứ không phải là cái mít thường ngày mình mua ở ngoài thị trường là mít thấp o, cái này là mít thấp treo. Đóng đầu. Nhiều người nói đi giữa đóng đậu thấp treo á, thì có người nói là đóng đậu ngon thấp treo. Có đóng đậu ngon hơn thấp bo, còn có người chồng á là nói là thấp bo thì nó dở hơn thấp treo là đóng đậu. Nhưng mà theo mình nghĩ ngon hay dở hay không á, là do cái gốc nhớt với cái bo ghép thôi. Còn phần quan trọng nhất là cái công chăm sóc mình thế nào thôi, chứ còn cái đó Hiển không phân bua chuyện đó được. Nó xa vời lắm, hay đâu phân bua. Đó, người thấy ha. Quay toàn cảnh lại đang nghe. Tới 19-20 tây thì em quay lại em cập nhật cái vườn này một lần nữa. Nói chung quy là Hiển thì cũng chỉ làm công chức bình thường thôi, về quê được một năm học hỏi cách làm vườn này người kia thôi, nghiên cứu thêm tài liệu để cho mình một cái quy trình mình xử lý cây nó tốt hơn thôi, chứ cũng không thầy bà gì cả. Chung quy là Hiển chia sẻ kênh Người Trẻ Làm Nông là cái kênh để chia sẻ và giao lưu hóa là qua kinh nghiệm làm vườn với nhau thôi, chứ không ai là giỏi hơn ai cả, ai cũng giỏi cả, quan trọng là mình có chia sẻ với nhau hay không thôi. Bây giờ Hiển sang bên kia con anh đo pH nha mọi người coi nha. Đây là ông anh đang ăn thuốc cỏ nè. Giờ thuốc cỏ mấy cử mình làm ít kiên cự vụ gì thuốc cỏ lắm. Ngại lắm. Phát cỏ chính. Phát cỏ để mình thu phân phân cỏ chứ chân. Thuốc cỏ cái phân nó không đạt bằng cỏ phát đâu. Mấy lỗ rồi anh? Sang tiếp nhỏ rồi đi. Tình hình sao anh? Ờ rồi, bây giờ anh sang lấy cái cánh bè đi. Nào chịu khó đi cho lâu xíu đi đặng đo cho đạt ha. Chụp hình lại hết anh. Hả? Có chụp hình màn ảnh lại. Okay, không lại cho ông làm. Còn em thì em quay đặng quay nó đại trà vườn hơn chứ anh chụp một hai chỗ để sao so sánh được. Làm thì cũng phải theo khoa học kỹ thuật là một chuyện, còn chuyện thứ hai là phải so sánh cái cây nó phát như thế nào để mình biết để mình canh phân chứ. Ở đây em cho anh công thức xịt phân bóng lá nữa là mát vậy mày à. Bóng hời lá là chưa bóng mà xịt cỡ nữa đầy đủ ha. Vậy lắc vô công thức xịt 400 lít. Ờ thường ngày xịt là 400 lít hay là xịt mấy trăm? Xịt ngọn đó nha. Ờ rồi em cho anh pha 400 xịt thoải mái luôn, không giờ thiếu. Còn đây là quy trình đo pH đây. Hôm nay mình cũng mới hướng dẫn cho ông anh. Dẫn đâu mọi người xem nè. Đó, chạy miếng nước. Cầm xuống, cầm cái lúc kim vàng. Lắc, lắc cái nổ lắc đi. Ờ rồi. Đó. Bấm cái coi. Rồi, này là cái bút pH này là vừa đo độ ẩm với đo pH đất luôn. Thì trong vòng 3 phút là mình biết kết quả liền à. Hiện giờ gần lại. Ngon quá, còn gì nữa, ngon đất không sơn nhiều, không đất không sơn mà em thấy nó không, nó dở ợm. Trong đây. C-
cái chất này em xử lý trên trên cái vườn của anh nữa là ok đó. Chốt bưởi hả? Trời ơi, bà vua đó ông nội. Đất của anh là cũng muốn muốn bằng của em với ông, của em với là 7 chấm, còn của anh Tài chưa chưa được đâu, anh Tài giống nhà này đó. Em mọi người thấy ha. Đó, thấy nha. Hiện tại của nó bây giờ chưa được 2 phút mà nó đã lên là gần 6.8 rồi. Thì pH này là tương đối là cây hấp thụ dinh dưỡng rất là khỏe nha. Có ánh sáng nó bị cho ánh sáng. Mọi người thấy ha, đây là 6 chấm mấy này thấy không? À, thì như vậy là cây hấp thụ dinh dưỡng rất là tốt, rễ khỏe. Và pH tăng thì vấn đề dinh dưỡng thì hấp thụ của nó rất là triệt để, không bao giờ mà nó phí phạm một miếng phân nào cả. Rồi, xin bye bye và tạm biệt mọi người.